nhóc con, làm sao mà mày vào được đây? Cái kết ứng ngu ngốc của ngươi mà có thể ngăn cản được ta hay sao? Không có chuyện đó đâu, bọn ta đã vào đây bằng cách này. Phong à, làm cách này liệu có ổn không vậy? Ây, trời ơi, mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ tin tôi. Tôi á, dù gì á, cũng là một trong những người học phép thuật rất là giỏi trong lớp mình mà. Cho nên tôi nghĩ rằng cách này chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ nha, chúng ta chỉ cần sử dụng gậy phép thuật của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau chưởng phép thuật vào trong bức tường này. Chỉ ở đúng một vị trí thôi, thì ngay lập tức nó sẽ gây ra được một cái phản ứng phép thuật. Ngay lập tức bức tường này sẽ bị vỡ. Mọi người nghe tôi, tin tôi đi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau thử thôi nào. Được, được không? Bây giờ nha. Thử rồi. Bây giờ nè, mọi người cứ nhìn thấy tôi chưởng ở chỗ nào thì mọi người cứ chưởng vào đó nha. Rồi bây giờ xếp okay, okay. Được rồi, được rồi. Rồi ok, bây giờ mọi người nghe theo lệnh tôi nè. Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta sẽ cùng nhau chưởng nha. Chuẩn bị. Được okay. Rồi 1, 2, 3. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Cố lên. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thành công rồi, trời ơi, cuối cùng cuối cùng cũng thành công rồi. Ôi, mọi người thấy chưa, tôi nói là sẽ làm được mà. Hả, sao Sam? Bây giờ mình phá vỡ được kết giới rồi, bây giờ tụi mình vô giải cứu thầy cô đi Phong. Không được. Đúng rồi đó, tôi nói mọi người nghe nè, nếu như bây giờ chúng ta vào đông đến như thế này á thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện ngay lập tức, cho nên á không thể nào vào đông như thế này được đâu. Mọi người hãy để một mình tôi thôi, tôi sẽ vào trong đó để thám thính tình hình, nếu như có chuyện gì xảy ra tôi sẽ báo cho mọi người ngay, hiểu không? Được không nhở? Thôi, mọi người nghe tôi đi mà. Mọi người cứ tin tưởng tôi sẽ làm được. Chứ bây giờ vào đông như thế này chắc chắn sẽ dễ bị phát hiện hơn nữa đó. Chắc là vậy quá. Thôi được rồi, vậy mọi người ở ngoài đây để tôi nha. Tôi đi đây. Không có thể không đâu nha ba. Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Ok. Ha 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 ha. Quả là một thằng nhóc thông minh, không hổ danh là người sẽ tiêu diệt ta. Nhưng ngươi vào đây được rồi, thì ngươi định làm gì tiếp theo nào? Tất nhiên là ta vào đây là để tiêu diệt ngươi chứ làm gì nữa. Cái gì? Tiêu diệt ta? Thằng nhóc con như ngươi mới học dăm ba cái phép cơ bản thì làm được gì ta? Chưa kể ta rất hiểu rõ ngươi rồi đó. Không cần. Hả? Cái gì? Hiểu rõ ta? Ngươi rốt cuộc là ai vậy hả? Thôi được, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy được gương mặt thật của ta. Ta chính là hả? Cái gì? Tại sao ngươi lại có được một khuôn mặt giống như ta vậy? Thì ta chính là ngươi, chứ còn sao nữa? Ngươi nói như vậy có nghĩa là sao? Bọn ngươi không cảm thấy lạ khi ở thế giới phép thuật này có Mr. Vịt thứ hai, Chiron thứ hai, Siro thứ hai, còn ngươi thì không có hay sao? Đúng, và ta chính là ngươi ở thế giới phép thuật. Nói chính xác hơn thì ta chính là ngươi, và ngươi cũng chính là ta. Ngươi có giống ta thì sao chứ? Ta vẫn sẽ tiêu diệt ngươi. Hả? Ngươi muốn giết ta hả? Bộ ngươi không nhớ ta vừa nói gì hay sao? Ta với ngươi là một, và trái tim trên ngực của ta cũng là sợi dây liên kết giữa ta và ngươi. Cho nên nếu như trái tim của ta ngừng đập thì ngươi cũng sẽ chết. Hả? Ngươi nói như vậy có nghĩa là sao? Ta cũng không thể giết ngươi, bởi vì nếu như ngươi chết thì ta cũng sẽ chết. Chính vì vậy hãy về với phe của ta, không cần. Ta và ngươi sẽ cùng nhau thống trị thế giới phép thuật này. Nếu ngươi muốn sống hãy theo ta. Ta Ồ, Phong quay trở lại rồi kìa mọi người ơi. Ông ơi, ông có sao không vậy? Mọi người cứ yên tâm đi, cái tên chúa tể hắc ám đây nè, tôi đã tiêu diệt được hắn rồi. Tôi còn tiêu diệt được hết cái bọn phù thủy hắc ám ở trong lâu đài nữa. Bây giờ lâu đài an toàn rồi mọi người ơi. Ủa, thật ơi, hay quá. Ông ơi, dữ người ta. Wow. Ê,
mọi người bây giờ mình vào đi. À, có lẽ bây giờ mình vào được rồi mọi người. Đi lên lên. Đi thôi, vậy cứu thầy cô nữa nào. Đi thôi. Đi thôi, đi vào đây, vào đây, vào đây. Đi thôi mọi người. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Ủa, từ từ mọi người ơi. Ờ, Phong Cận ơi, bây giờ tụi mình đi là đi đâu bây giờ? Ủa Phong ơi, muốn cười gì vậy? Chúa thầy bóng đêm kìa mọi người. Ủa cái gì vậy? Bóng đêm? Cái gì vậy? Các ngươi đã bị ta lừa rồi. Chúa tể hắc ám, vậy ngươi ở đây còn Phong Cận ở đâu hả? Phong Cận hả? Bây giờ nó đã là người của ta rồi. Hắn không còn là Phong Cận mà các người biết nữa đâu. Sao? Vậy là sao? Có chuyện như thế được? Chẳng lẽ Phong Cận theo phép của chú tài hắc ám hả mọi người? Nè, đừng nói như vậy chứ. Chuyện gì ra vậy? Tại sao Phong Cận lại làm như thế? Không, đã không tin. Chắc chắn Phong Cận sẽ không bao giờ làm như vậy. Không tin à? Thế để ta đưa các người đến gặp hắn. Không ngờ có một ngày chúng ta lại bắt như thế này. À, cái tên Phong Cận này, tại sao hắn ta lại dám phản bội chúng ta chứ? Không, tôi không tin Phong Cận là người như vậy đâu. Gì? Không tin cái gì mà còn không tin? Chúng ta đã ở đây rồi nè, thì chắc chắn là Phong Cận đã phản bội chúng ta rồi chứ còn gì. Cái tên Phong Cận này, nếu ta mà thoát ra khỏi đây được, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Chúa tể bóng đêm. Tên chúa tể bóng đêm kia, hãy thả bọn ta ra ngay. Thả các người là sao? Mời đi. Ngày hôm nay ta có đem đến cho các người một người bạn đây. Phong Cận, người qua đây đi. Phong Cận. Bây giờ hắn không còn là Phong Cận nữa, mà hắn đã là người của ta rồi. Hả? Ánh mắt đó. Phong à, ông phải tỉnh lại đi, đừng có theo kẻ ác nữa. Xin lỗi tất cả mọi người, nhưng có lẽ tôi đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Ngày mai sẽ là ngày mà các ngươi bị xử tử, nên hãy tận hưởng hết tất cả những phút giây cuối cùng của các ngươi đi. Hả? Sư tử là sao? Ủa ngươi, tức là tụi mình sẽ bị giết hả? Đúng rồi á, trời ơi. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây sao? Dạ, tôi không muốn chết đâu. Thời cơ đã tới, giết chúng cho ta. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy tên nhóc con này đâu ra vậy? Chúa tể bóng đêm, ngươi đã bị ta lừa rồi. Phong Cận, ngươi dám lừa ta?
Ngươi nghĩ rằng là ta sẽ phản bội lại bạn bè của ta hay sao? Không có chuyện đó đâu. Chúa tể bóng đêm à. Thằng nhóc con. Hay lắm, hay lắm ơi. Tôi biết. Hay lắm Phong ơi. Tôi biết mà. Phong, tôi biết mà. Ông thế nào còn không phạm một vài người mà. Chúa tể bóng đêm à. Ngươi đã quá sai lầm khi mà xem thường bọn ta rồi. Ngươi hãy nên nhớ rằng ngôi trường học phép thuật này không chỉ có bọn ta là học sinh đâu, mà ngôi trường này còn rất nhiều những học sinh khác nữa. Cho nên hôm nay bọn ta đã tập trung lại đây để tiêu diệt ngươi đó, tên ác quỷ. Ta chết thì ngươi cũng sẽ chết thôi. Ngươi sai rồi chúa tể bóng đêm à. Ta và ngươi không giống nhau đâu. Dù cho ngày hôm nay ta có hy sinh tại đây thì ta vẫn sẽ mãi sống trong tim của tất cả những người bạn của ta. Và ta nói cho ngươi biết, đừng bao giờ nghĩ rằng là ta với ngươi giống nhau. Không hề. Ngươi thật là ngu ngốc. Tại sao ngươi lại phải hy sinh vì bọn chúng chứ? Bởi vì đối với ta, bọn họ không phải chỉ là những người bạn, mà bọn họ chính là gia đình của ta và là lý do để cho ta tồn tại. Cho nên ta không cảm thấy hối hận khi ta hy sinh vì họ. Phong, ông không được làm như vậy. Đừng có Phong hy sinh ơi. Dừng lại. Xin lỗi tất cả mọi người, nhưng nếu như ngày hôm nay tôi không hy sinh tại đây thì chắc chắn tên ác quỷ này sẽ mãi mãi không bao giờ bị tiêu diệt. Tôi chỉ hy vọng một điều rằng, nếu như sau này không có tôi ở bên cạnh, mọi người hãy mãi mãi nhớ về tôi nhé. Để ta xem thằng nhóc con như ngươi làm cách nào để tiêu diệt được ta. Không phải rằng là ngươi đã chỉ cho ta cách để có thể tiêu diệt ngươi rồi sao? Đó chính là chỉ cần trái tim của ta ngừng đập thì ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Vạn kiếm xuyên tâm. Thằng nhóc con, thanh kiếm này không làm gì được ta đâu. Ngươi đúng thật là vô dụng, giống như thầy của ngươi vậy. Hả? Cái gì? Thôi được, nếu như những thanh kiếm này không tiêu diệt được ngươi thì ta vẫn còn một cách nữa. Lấy độc trị độc. Ý ngươi là sao? Ta sẽ dùng chính thứ phép thuật mà ngươi đã hãm hại thầy của ta để tiêu diệt ngươi. Hỡi các bạn, hãy truyền thêm sức mạnh cho tôi để có thể tiêu diệt tên ác quỷ này. Đoạt mệnh ma pháp. Samia, tạm biệt. Chúc mừng các em học sinh ưu tú của ta. Các em đã hoàn thành rất tốt khóa học phép thuật vừa qua. Và cô có một thông báo rất vui dành cho tất cả các em. Đó chính là tất cả các em ở đây đã tốt nghiệp trường học phép thuật. Hey, trời ơi, Siro, Kairon, bây giờ chúng ta đã chính thức trở thành những phù thủy thực thụ rồi. Vậy là bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp rồi đó mọi người. Yeah. Yes, tuyệt vời luôn đó mọi người. Môi, vậy là tụi mình tốt nghiệp rồi hả? Đúng rồi, vậy là tụi mình bây giờ tốt nghiệp rồi nè. Phong Cường à, cảm ơn ông vì tất cả. Sam ơi, Sam,
đã tới lúc tụi mình phải đi rồi. Đợi mình một tí. Mình cùng đi. Đi thôi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem tập cuối cùng của series Bạn gái tôi là phù thủy và tôi là phù thủy mạnh nhất. Rất cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ series này của mình. Và tập vừa rồi cũng là tập kết thúc của series Bạn gái tôi là phù thủy và tôi là phù thủy mạnh nhất. Rất cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn luôn đón xem và luôn luôn ủng hộ cho series này của mình. Và các bạn nào mà yêu thích series này thấy có tập cuối rồi thì mình nghĩ chắc các bạn cũng buồn lắm đúng không? Nhưng mà không sao đâu, mấy bạn đừng buồn, bởi vì kết thúc một series thì chúng ta sẽ có thêm một series mới. Và mình hy vọng rằng là series mới này các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những series lần sau nhé. Tạm biệt tất cả mọi người. Ơi, cảm ơn các bạn. Bye. Bye. Anh rất là yêu em suốt ngày. Anh rất là sẽ không lúc này. Muốn nói là thương em quá trời. Anh sẽ bên em bên cuối đời. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời.